Mẹ mê cổ trang mà không có nhiều kinh phí, con trai siêu khéo tay đã tự handmade nhiều concept cực ảo diệu khiến bố mẹ lên xu hướng. Nhà có chị mẹ rất mê chụp hình theo concept đu trend, cơ mà kinh phí thì không có nhiều. May mắn sao để được đứa con trai mát lòng mát dạ. Chuẩn bị tới ngày giỗ tổ Hùng Vương, con trai liền chế ngay một bộ trang phục văn lang từ bao bố, thìa nhựa, vân vân và mây mây cho cả anh bố, chị mẹ. Nhìn tưởng dị nhưng mà cuối cùng thành quả mỹ mãn hết nước chấm. Ngay lập tức, video đã lên xu hướng đạt tới cả triệu lượt view. Được biết, anh con trai nhà này khéo tay ra phết, cũng đã nhiều lần chiều mẹ như vậy. Từ concept cổ trang Việt Nam, bố mẹ mặc quần áo thời Nguyễn. Tới cổ trang thanh triều Trung Quốc. Hay là ảnh cưới chụp ở kỷ niệm 30 năm theo phong cách thâm niên xưa. Có lần, anh còn giúp mẹ hóa thân thành Nam Phương Hoàng hậu. Mỗi khi lên đồ cho người mẹ, anh đều tỉ mỉ và chỉn chu để bố mẹ có thật nhiều khoảnh khắc đẹp và những bộ hình chất lượng không thua kém gì ekip chuyên nghiệp của studio. Mời đẹp! Mời đẹp! Các bạn nghĩ sao? Chứ tôi là mê mê rồi đấy nhá. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi Tám TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.